Và mở đầu chương trình ngày hôm nay, Huyền Thương mời quý vị khán giả sẽ cùng lắng nghe một bài hát chèo nói lên tấm lòng, tình cảm của các nghệ sĩ đoàn chèo tỉnh Hà Nam gửi tới Bác Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Bài hát chèo Nhớ Bác Nguyễn Phú Trọng do soạn giả Mai Bích Thủy viết lời theo điệu Chinh Phủ. Ngấn lệ rưng rưng, ơi dòng máu đỏ đã ngừng về tim. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, người về với tổ tiên, để lại bao nỗi tiếc thương cho lo vận hướng như thế nào.
thanh nghi cao vàng vàng ánh nghi trăng nghi sao thanh bạch nghi một nghi đời không danh đời chẳng vang son vì dân thì đã nghi vua nghi cho trân trọng kính mời quý vị khán giả sẽ cùng thưởng thức bài hát chèo trước tượng đài liệt sĩ do soạn giả Bùi Văn Nhân viết lời theo điệu Đường Trường Bắn Thước, và đây cũng chính là những nén hương thơm mà các nghệ sĩ xin dành để tri ân tới các anh hùng liệt sĩ. Mời quý vị khán giả cùng tiếp tục lắng nghe. Tượng đài liệt sĩ thắp nén nhang thơm trong giây phút lặng thầm tưởng nhớ những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do cho tổ quốc. Ngàn năm nay tổ quốc nghi uống nhớ nghi nguồn tay nâng trái ngọt ơn người trồng cây. Tôi đứng nơi đây với bao người bất tử đang yên nghỉ vĩnh hằng, ghi khắc trang sử vàng nghỉ ngàn nghi năm nghi. Thank you.
nhớ những năm xưa đi trên thì đường đi hành quân đánh giặc đi ngày đêm xuyên đi núi băng rừng đi bão đạn mưa bom đi mưa đi bom đi đã hề từng tay nắm tay nhau nguyện đi cùng quyết đi quý vị khán giả sẽ cùng lắng nghe một bài hát chèo được mang tên Thăm khu điều dưỡng thương binh do cố soạn giả Bùi Văn Nhân viết lời theo điệu Đường Trường Bắn Tước, nghệ sĩ Tuấn Dũng thể hiện. Tôi đến thăm khu điều dưỡng thương binh, mừng rơi lệ khi gặp đồng đội cũ. Những kỷ niệm cứ hiện về quá khứ, văng vẳng bên tai dồn ra khúc quân hành. Giờ nhìn chị đưa đầy chiếc xe lăn, anh tập tễnh bước chân đi nàng. Tình đồng đội kề sao ý xiết kề về một thời chiến đấu ngày nay non nước thanh nghi bình thủy chung son sắt nghĩa y tình chẳng nghi phai
quên sao được những tháng ngày năm do nghệ sĩ Tuấn Dũng vừa thể hiện. Những hình ảnh, những kỷ niệm về những buổi lưu diễn của các nghệ sĩ tại các khu điều dưỡng thương binh của tỉnh Hà Nam lại lại hiện về, lại trở về và thực sự là rất là xúc động. Thưa quý vị, mẹ già ngồi đợi các anh, lời ru năm tháng tròng trành chiều quê, ngày đi anh đã hẹn thề, chờ tin thắng trận trên quê hương mình. Có lẽ mong ước lớn nhất của các thân nhân gia đình liệt sĩ và cả hương hồn của các liệt sĩ là được trở về với quê cha đất tổ. Chính vì vậy, chủ trương tìm kiếm và đưa hài cốt của các liệt sĩ trở về với quê hương luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm sâu sắc. Thưa quý vị, Huyền Thương đã từng được tham gia một buổi lễ đưa hài cốt của các liệt sĩ trở về với quê hương và thực sự tham gia trong buổi lễ đó vô cùng thiêng liêng, xúc động
Và ngày hôm nay thì Huyền Thương muốn mời quý vị khán giả sẽ cùng đến với những tình cảm, cảm xúc đó trong một bài hát chèo Trong lòng đất mẹ quê hương, do cố soạn giả Bùi Văn Nhân viết lời theo điệu Luyện Năm Cung, tốt nữ biểu diễn. Trong lòng đất mẹ quê hương, anh nghiêng nghỉ giữa tình thương xóm làng. Dù anh sống biển lúa vàng, niềm thương tối nhớ chứa chan ân tình. Đồng đất we
Quý vị vừa được lắng nghe bài hát chèo Trong lòng đất mẹ quê hương, và những cảm xúc, những giây phút rất là thiêng liêng trong buổi lễ đón hài cốt của các liệt sĩ trở về với quê hương cũng vừa được gửi tới quý vị. Kính thưa quý vị, tình đồng đội kể sao xiết kể về một thời gian khổ chiến tranh, ngày nay non nước thanh bình, thủy chung son sắc, nghĩa tình chẳng phai. Và tiếp theo chương trình ngày hôm nay, Huyền Thương mời quý vị sẽ cùng lắng nghe bài hát chèo Nghĩa tình đồng đội do Tân Quảng và Quốc Anh viết lời theo điệu Du Xuân, nghệ sĩ Mạnh Thắng trình bày. Nghĩa tình đồng đội sắt son như cây một gốc, như con một nhà, chung nhau điếu thuốc quả cà, bên nhau gắn bó thiết tha nghĩa tình. Đâu
Kính thưa quý vị, và tiếp theo chương trình ngày hôm nay, Huyền Thương gửi tới quý vị khán giả một bài hát chèo do soạn giả Mạnh Hùng Quan Họ viết lời theo điệu Chinh Phụ với tựa đề Cười Người Chiến Sĩ Vô Danh. Gửi người chiến sĩ vô danh đã cho nước Việt hóa thành dòng mây, mồ bia chẳng rõ tháng ngày, vùi trong đất lành đặc dày cỏ xanh. Nơi anh đang nằm liệt
và nhân dân Hà Nam đời đời ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ của 10 nữ dân quân Lam Hạ. Thưa quý vị, với lòng biết ơn và sự tự hào về trang sử của quê hương Hà Nam, nghệ sĩ Minh Quang, diễn viên đoàn chèo Hà Nam đã viết lời bài hát chèo 10 bông hoa thép theo điệu Thu Không. Và ngày hôm nay, Huyền Thương xin mời quý vị khán giả sẽ cùng lắng nghe. Xin gọi tên những người con bất tử, 10 bông hoa huyền thoại đất Hà Nam. Trung tuyết lan phương thuật thẹp hóa mấy ngàn, thu thi tâm oanh còn vang người trang sử. Mười bông nghi hoa thép nghi sáng giữa khung nghi trời, tuổi xuân vơi vơi bất khuất kiên trung vì quê hương yêu dấu. Vàng mãi muôn ý đời thương nhớ cho đất mẹ đi, mười đấng anh linh đi nay ở đâu đi. Tổ quốc ơi ghi nhớ muôn đời, mười bông hoa thép quê tôi tượng đài sáng mãi đất trời Hà Nam. Xin tri ân người quanh đi liệt thì sinh đi xương đi máu Oh.
xin chi ân những ý người quanh nghi liệt nghi ý ơi thì sinh đi xương đi máu thắp sáng đi cả đất đi trời xin yên đi mình đi trước thượng đài huy đánh thức hôm nay thế hệ cháu con đất Hà Nam trang sử mãi còn mười bông hoa thép vàng son.